Em xin chào quý anh chị, cô bác và các bạn nha. Hôm nay á, có người hỏi mua cải bè xanh bạn, nên giờ cùng tí con em ra vườn thu hoạch cải bè xanh nha mấy bạn. Là mức đu đủ mình làm á bạn. Rồi. Rồi giờ nhổ cải, nhổ lên luôn ba. Hay là bà cắt. Hay cắt gốc đi ba, chính giữa ra khỏi đi, cắt gốc đi. Tại vì mình quyết định mình nấy mà cắt đi. Rồi cái nào bự ba. Trời ơi, cải nó ngon bạn ơi. Mình trồng á bạn. Ổng trồng bên kia kìa bạn. Đó, ổng trồng đâu có bằng bên mình đây. Đó, ổng nói tại nó ăn phân ba cái khổ quá trời. Đó, mình cưng nó hình như nó vậy đó bạn. Ở ngoài xa còn cây cải. Ở ngoài xa còn cây cải mù tạt ở ngoài ba, bự á ba, hồi hái luôn đi ba. Cũng cùng hệ với nó, cũng cùng hệ cái hạt cải cay nè. Còn cây còn lại ba có trúng này nó chưa? Nhổ đi. Nhổ lên đi, ra cắt cho lẹ. Rồi được cô bạn coi nè bạn, mấy cây cải của mình nè bạn. Dễ thương chưa? Cải đó ở ngoài đó là mọc trước luôn đó bạn. Mình là mà đánh qua bên đây nè bạn. Một thời với nhau nhưng mà có cây lớn cây nhỏ bạn. Rồi qua đây mấy cây nhỏ nhỏ không trồng vậy mà nó phát hơn mấy cây bên kia luôn bạn ơi. Bên đó cái dòng đất đó nó bị cái gì á, nó không tốt bằng bên đây bạn. Ngon eo luôn. Trời ơi coi cái này mà cú bánh tráng, cú bánh xèo ha. Nấu canh xào, còn mì tôm cái gì cũng ngon hết trơn bạn ơi. Trồng sen rồi giờ hái nó hơi cực bạn, lòn tay vô. Nhổ hết hàng đó luôn đi. Chừa cái gì mà chừa. Giá bạn. Ngon hay ghê chưa. Ôi đất ơi, cái cải nó xảy còn bà bảy luôn. Ơi mẹ cải bà trúng gãy bà gập gập kìa. Người ơi, rồi, cái dòng cải trồng đáng đồng tiền bát gạo. Ba còn trong thùng nữa ba, cải trong thùng nó còn tốt hơn ngoài đó nữa ba. Hồi lại thùng nhỏ luôn. Tại sao ông đội nón ba? Đội ông đi vô kiếm cái nón đội. Mày mốt rồi rút kinh nghiệm nha, nón nhà có phơi sao hè nha, trong cái sào đồ á, giặt rồi phơi á, lấy ra đội để trời nắng quá thì ghi cái đen, bữa nay ông đen thùi lùi luôn. Nay con trắng nè, nay mình trắng rồi bạn, tại vì mình ngựa mình sẽ kem rồi bạn. Hồi trước mình thí mình rồi bạn, mình đen, bữa nay nè, đó nè trắng ngỏng. Nhà vẫn kem bạn. Rồi bảy lúc này mình ít gian nắng nha. Không đựng ký nữa. Không, không đựng ký. Rồi người ta hỏi mua tới 2-3 kg lần rồi mới tính nói gì quên mất tiêu. À, bữa nay con có mua phân NPK rồi đó ba. Rồi ra bữa nay đi gãi con hôm qua con mới tỉa tót nó đó, còn không được cái đó, để coi được không được nhổ em ra sao hè trồng cặp bờ gạo ba, cho nó bò lên á, đặng có lá bự bự trụ ngoài bờ gạo ba, bằng tơi lá bự 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 gì không bạn. Trồng cặp bờ gạo nó còn tốt hơn đó. Ồ, đó có cái đống cải hết, nó nổi đống cải bạn ơi. Tranh thủ hái giết đi để nắng héo cải. Nhổ hết cái chậu này luôn bơi, chứ đừng chừa. Nhổ hết đi rằng mình lấy nguyên cái chậu mình còn trồng cái khác chứ mà chừa chừa cái gì mà một hai cây lỗi chổi bạn. Ồ, đó có bạn coi mình trồng đó bạn. Bữa ông trồng lần đầu héo queo mất tiêu chết queo, ông canh giữa trưa nắng ông đi trồng không à bạn. Mình gác cái chiều đó mình đi trồng lại hết đó, rồi giờ nó đẹp gái thì ghê chứ bạn. Đó, đừng có chê mình trồng nha bạn, mình có tay trồng lắm á, chứ không phải giỡn đâu. Mà ba mình không có chê mình dám đâu, người ta giờ lúc này tay nghề dữ lắm á, chẳng qua không lên nè. Nè bạn coi thường dược mình trồng nè đó, mình trồng trong chậu nhỏ và mình ra chậu lớn cho nó là bạn coi mình xin ghê chưa đó. Mấy cây thực dược đó bạn, để dành tết bông đó bạn nhớ ăn la. Hồi nó đem bán cho mình có một cọng cái chiếu vậy nè bạn. Nè để mình cho bạn coi cái cọng đúng vậy nè. Đó. Mà nó héo, nó quẹo, nó dập lá tùm lum hả bạn. Mà giờ về 10 cây còn sống được 6 cây nè bạn. Đó mà giờ đẹp gái gì chưa. Trời ơi.
Còn mãng đình hồng này kia của mình cũng vậy nữa bạn. Nó bán 10 cây còn được 7 cây. Cũng giặt dẹo vậy đó bữa nay hai bạn. Mình tại mình không quay cho bạn coi đằng kia. Bập ú luôn, lá là mức gượt còn do luôn mà đẹp gái đó bạn. Bởi vậy thiệt. Ba mình thì tối ngày rau cải không rồi nha bạn. Mình thì bông ơ đủ loại. Rau cải, trái cây, bông ơ. Không có thiên về môn nào hết, môn nào cũng chơi chứ. Còn hai cái cải nhỏ đó tính nó nhổ luôn. Không, ba nhổ đi ra ba còn trồng cái khác. Còn ở trên cái chậu đằng cây sung Mỹ đằng đắng kìa. Đằng đắng kìa bạn, mình ghi mấy bạn. Đó bạn thấy bụi cải không? Đó, 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 đằng cây sung Mỹ đằng đó. Là mình cũng trồng á. Còn cây nó nhỏ luôn đi, cây nhỏ luôn trong đó. Trời ơi, tiếc chi để ba cây nó lỗi chổi trời. Ba nghe con ba nhổ luôn đi rồi lấy chậu trồng cái khác. Trời ơi, vô coi cái này nhiêu rồi. Trời, cái mẹt rồi bạn. Đó. Đây, qua đây nhổ nữa bạn, đang chưa kịp lớn nha bạn. Đây cũng mình trồng luôn đó bạn. Mình trồng sen bữa ông còn chửi chửi. Nè đây đây nó ba mấy cái này bự nè. Ông chửi chửi mà cuối cùng giờ ông đi thu hoạch tới trước các bạn. Đó cái bụi bự nè. Ở trong bụi nữa. Đó nghe đó. Rồi ba qua nghe con ba làm ơn nè, qua đây. Ba lại đây, lại đây còn đây nữa nè. Còn liếng tiếc gì nữa đằng đó cây nhỏ. Ba qua đây nữa, đây nữa nè, làm ơn bớt đi. Cái cây này giờ nó dữ rồi. Đó, nó cũng túc mịt túc mơ nè, tiễn mấy em bự đi. Còn cái cải cay nó nhổ luôn bà, cái cải cay trong đây nè. Đây của đây nè, trời ơi đẹp gái quá trời luôn, công nhận. Tự mình khen mình nha bạn, mình cũng khéo tay lắm. Đây, đây cái cải cay này bạn. Trời đó coi bạn ơi, coi nó bự các bạn. Đây, nhổ hả bẻ lá hả? Nhổ đi ha. Uống ghê luôn mọi người, nó bự. Ngon. Cái sợ luôn nè. Con ốc nó bu này bạn. Bụ cải đẹp ghê chưa. Giờ tới cái dòng này bạn. Đây, mấy em này bự bự nè. Mát không? Nhổ luôn. Ba lựa cái nào ngay cái cây đó con ba nhổ đi. Chấm mấy cái cà nè, cái bụi này một bụi luôn nè. Cái này nè ba, cái này nè, hai cha con giờ nhập vũ cẩn thận vô cái thau mứt ta nha tời. Phải dặn bạn ơi. Bây giờ đi cắt dưa bạn ơi. Trời ơi con ốc nó đang đeo trên trái dưa bên đây không nữa. Đó. Đó. Bỏ con ốc ra. Còn trái xích tới, còn trái. Xích tới, còn trái ba. Dòng bên đây gì ít trái quá. Đâu phải, ở trên ba. Rồi, rồi bên đây đi, trái bên đây nè. Bên đây đi ba. Đây nè, trái bự. Này trái nhỏ các bạn.
khoái ăn trái ngon. Ngon quá. Này ba. Kiên trái mình kêu bự. Đây ba. Bên đây nè. Nay còn hết. Không được trọng khác ăn. Hết rồi. Giờ đụng gì quá rớt trước bạn. Rồi sẵn rồi ngay đây. Sẵn rồi ngay đây bạn. Đầu gồng nè bạn. Thấy đầu gồng bạn ơi. Đầu gồng nó đeo kìa. Ồ nó đeo kìa. Đó. Quơ bạn ơi. Hái đi bạn. À, cha con hái cho biết. Ồ dưới đất. Thầm dưới đất luôn. Nè ba, trái trên nè. Giờ chưa. Nè ba trái này nè. Trên kia bên đó, hồi cực. Đủ trên đây nữa kìa bạn. Kìa. Đủ trên đó đó bạn. Gì ba? Giờ chưa. Dạ, giờ khu cú đế rồi. Bao... xong chưa bao qua mấy anh đây nè. Trời ơi, kìa bên kia kìa đó. Nó nhìn con đó đó. Còn tay coi nó. Cẩn thận gãy cái ổi con te tua rồi. Trồng ở đây. Mấy cái trái này sao ta. Ủa mấy trái nó còn nhỏ hay gì. Nói luôn đi. Đây bạn. Trời ơi, móc áo, móc quần. Đây còn mớ củ lùng chưa đào nữa vậy. Thấy không bạn? Đó. Nằm cặp 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 nè. Trên cái cột đó đó ba. Méo qua bên đây. Lên. Thẳng lên, thẳng nghe tay bà, thẳng lên, ờ. Ba mình nó nhìn không kỹ bà. Trái đó sao muốn già rồi, bỏ đi. Rồi, giờ chuẩn bị qua cái mít này nè bạn. Kéo đầu nó xuống kìa, kìa bạn, nó có cái tọn ten trên đó kìa. Ở trên bà. Đó, quá trời luôn kìa. Kéo xuống đại. Ồ, đó có trái. Thì nó còn ông thấy nè. Đây nè. Ngay cái đầu ba luôn nè. Phải chục ơi. Nó là một cái hàng luôn. Cái trái bự nhất nó bỏ lại đi. Nó già rồi. Còn hai trái bên kia. Kia nghe tay nữa kìa. Đó hai trái này nè. Ừ. Con trái đó chắc già quá. Còn ở trên đây nữa nè, mẹ ba mấy ở đây nè. Ở trên nữa kìa. Kéo nó xuống đại đi. Cái cây mít này chắc chặt dục luôn quá. Nè. Nhánh này đâu có. Nhưng mà ở đây nè. Nhánh mày đâu có. Nhưng mà đây nè. Trên đây nè. Đó. Đây nè, đây nè. Trời ơi, mít gì trên đột cây không. Nè. Đây nè ba. Rồi. Nè nửa khúc. Nè kia ba, kia ba. Đây nè. Rồi. Còn sót trái hay trái mà kìa, không kể đi.
nhỏ đó. Đây tiếp bạn đi theo dòng đó, bên đây xong cái mình quơ qua bên kia thí dụ vậy đó bạn. Đây kìa, có trái kìa, hái đi. Còn thấy có con trái rồi bài. Trồng đủ chỗ hết, bây giờ đi hái là phải đủ chỗ, đủ nơi vậy bạn. Trời ơi, đèo đẹp nằm đất rồi. Dòng gì vừa hai trái trời. Ôi, ớt kìa ba ơi, tao nói ớt nó chín quá trời luôn ba. Cây này mấy cây kia nữa, hái luôn đi ba. Bữa nay ớt hiểm chín dữ lắm rồi. Vậy qua hái luôn không? Ớt chín đỏ cây bạn thấy không bà? Nè. Rồi nó có nó chín kìa. Thành thủ hái bạn ơi. Mà nó chín nhiều cây lắm bạn chứ không phải một cây bạn. Rồi 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 mới đụng gốc rồi. Chín quá rồi. Hôm qua mình làm một một cái hũ muối muối tôm á bạn, bằng ớt nhà trồng nha bạn, là một hũ luôn, đầy tay kìa, quá trời luôn. Cây này bữa nay chín rộ. Ở cây này khỏe bạn, trái bập lâu luôn nè bạn, thấy không? Trái bập lâu hả? Ở vườn đi bạn, ở vườn vui lắm bạn, trồng đủ thứ, cái gì cũng có hái trơn bạn. Chắc được rồi hả ba? Còn mấy trái kia già già thôi để lại đi. Hết đây, hết chín rồi. Đi ngang qua dàn đậu bạn. Hôm mai hái bơi. Quá trời, nó nằm một cái ê các bạn coi nè. Trời đất ơi, nó thòng kìa bạn. Mắc mê chưa? Trời đất ơi, thòng dưới đất luôn, mình thấy thiệt luôn các bạn. Nè. Nó còn nhỏ bạn, để bữa nữa đi. Giờ tới đây mọi người, kiếm khác hái nữa. Ngày cái đi vòng vườn vậy đó. Ba mình cột cái cây đu đủ lại cho mình rồi nè bạn. Có chút xíu à. Đúng rồi đó, kéo về mình đi để gả mổ hả? Thương quá bạn ơi, quá trời về đậu này. Bữa chụp đậu que dưới mình không thấy ba, để già luôn kìa, kể lấy hột luôn. Đây, thầm. Rồi đó là một cái ề, bạn thấy không bà, toàn ten lũng lặng. Thôi, tới đi ba. Cái gì leo đi. Vậy ha, vậy giờ mới chịu cắt bỏ lá ha, trước vậy đó ta cắt bỏ lá cái chửi, không cho người ta cắt. Đen. Vàng lá hết. Ngày xưa cũng vàng lá ta mới cắt mà không cho chửi. Ná lửa luôn. Ừ. Rồi mấy sau lưng ba. Mấy anh kia. Ngay trên đầu ba luôn đó ba. Ngay trên đầu ba luôn. Ừ.
Ngay tay ba đó bà làm gì vậy? Ừ. Giờ còn hai trái đèo đèo xích tới trước một chút. Không phải đó, xích tới ngoài này nè, đèo đèo nè, có hái không? Hồi đi vòng quơ ớt bây, này ớt dữ rồi. Để nghiêng qua ba chậu vô nó hư, hư trái, hư đậu hết. Trái hay trái? Hai trái. Mắc nản. Ba mình két nhổ bên đây luôn nè ba. Trồng cái khác rồi đó. Rồi bên đây ông cũng ghét, ông nhổ ông trồng cái khác luôn nè. Trái trăng đâu không thấy hả? Con trái đèo đó, ừ. Ôi, qua dòng bên kia đi ba. Dòng bên kia không có trái hái, dòng bên đây không có cái gì để mà hái. Nặng quá mấy bạn. Khiên hết nổi rồi. Nè, bên đây được mấy trái hái nè. Đang chưa bơi bên đó chưa có. Đèo đèo không mà bạn. Ngộ ghê. Còn dây tới còn được ba trái. Nè, hái bên đây trước đi. Trái này nè. Này ăn thì chứ bán buôn gì ai. Ngon lành gì đâu. Rồi xích đằng kia có không? Thôi, không có, đi qua dòng kế bên nữa. Mấy trái này không hái hả ba? Trái này nè. Hái không? Quất luôn đi. Nó ngon. Nản hả bà? Nè, đèn trái. Lũ vốn chứ nè. Rồi, mấy bạn ơi, vậy là hôm nay mình thu hoạch được một đống dưa leo bạn. Ớt ha, ớt còn nữa mà chưa đi hái bạn. Là biến quá, nắng quá. Đó, mớ đậu rồng nè bạn. Rồi đó, coi hai cái gỗ cải bạn ơi. Cái cây cải cay nó đẹp. Hai cái gỗ cải nó non, nó mứt rượt các bạn. Sâu chưa tới bạn ơi, nó còn đẹp. Tranh thủ ăn. Này có người mua bạn, hái bán bạn. Chứ để mà sâu tới cái thấy mẹ luôn. Trời ơi, nó lỗ không bạn ơi. Giờ đang ngon, tranh thủ ăn nha các bạn. Đó, nay thu hoạch được bao nhiêu đây nha. Rồi mình xin cảm ơn mấy bạn đã xem video của mình nha. Nếu mấy bạn thấy thích, tặng cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh. Cảm ơn mấy bạn rất là nhiều nha các bạn. Nè mấy bạn coi nè, chưa dĩ tên nó đó, bỏ bịch sẵn rồi bà thấy ba mình đó bạn. Mình chưa dứt video đó là ổng ngồi bỏ bịch sẵn, cân mà để sẵn luôn bạn. Đi bán cho người ta bạn, kệ. Có đồng bánh nhiêu đây, chắc mình bán được 50 ngàn á nha bạn. Cải nè, dưa leo 10 ngàn, đậu gồng 10 ngàn là 20, còn hai cải đó chắc 2kg, chắc cũng phải được 30 nữa bạn. 15 ngàn ký là được 50 ngàn đó bạn. Có thể là mình phiếu mãi mớ ớt này nữa bạn. Như dưa leo của mình mẹ nói ký mấy nhưng mà bán rẻ, ký hai mà mẹ bán có 10 ngàn hả bạn, thì bù qua sức lợi đi ba. 15 ngàn còn rẻ đúng các bạn, thật sự. Nhưng mà tại vì gia đình mình lỗ bạn ơi, vừa bán vừa cho bạn ơi, kệ. Năm nay chồng bị thất thu rồi bạn. Mốt gần Tết gỡ vốn khổ qua lại đó, kìa chồng thì hốt cái đó, vợ quay phim chụp hình rồi bạn. Được ký mốt nhiêu đó chắc được 2kg. Bởi bán 30 ngàn là quá rẻ luôn, nó thiệt với mẹ luôn á. Người ta cải này là 20-30 ngàn một ký chứ không ai bán 15 ngàn ký như mình đâu. Thôi kệ, vừa bán vừa cho mẹ ơi.